Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô trong một buổi chiều muộn ngày hôm nay. Hôm nay bên em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Ford Escape. Vâng, đây là một cái dòng xe mà bên em bán chạy như tôm tươi luôn. Một dòng xe hai cầu, đây là một chiếc xe hai cầu SUV gầm cao và thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhá. Dòng xe Mỹ thì các bác biết rồi, đi nó cực kỳ đầm, cực kỳ chắc nên là đương nhiên thì khung sườn tôn vỏ của xe là phải dày. Thế nên là chiếc xe này sử dụng động cơ 2.3, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 10 lít trên 100 cây. Vâng, một chiếc xe có số tự động gảy số trên vô lăng. Đấy, có cam lùi, cam hành trình và đặc biệt là có màn Android 4K. Cái dòng này thì phải nói là được bác chủ bác cái độ rất là nhiều. Đặc biệt là đôi đèn bi gầm kết hợp với đôi đèn LED ở phía đằng pha, đèn pha các bác nhá. Chiếc xe mang biển số 30A00430, một chiếc xe mang biển số thủ đô Hà Nội. Và con này thì sang tên bấm biển đơn giản thôi. Vâng, rất dễ dàng. Nhưng mà đợt này thì em cũng khuyên các bác nhá, sang tên bấm biển nó hơi chậm một chút. Vì là đợt này cái việc mà chuyển sang công an huyện làm việc ấy, không phải là thành công an tỉnh nữa, gây rất nhiều khó khăn cho bên bán xe như bên em. Hơi bị lâu một chút. Tuy nhiên là thôi, đấy, vì tất cả vì cái bộ máy hoạt động trơn tru thì ta cũng phải chấp nhận được một số vấn đề. Ví dụ như là con này bây giờ có rút hồ sơ cũng phải tầm khoảng ngoài 10 hôm nhé các bác nhá. Nhưng mà giấy tờ hồ sơ chuẩn chỉ cho các bác luôn. Một chiếc xe vừa về cửa hàng với cái tầm tiền, chiếc xe này thì em đang bán chỉ có 188 triệu đồng ạ. Một mẫu xe gầm cao đẹp như thế này, trông như 2015 như thế này mà bên em bán chỉ 188 triệu đồng thôi. Vâng, thực sự là như vậy thôi ạ. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Ford. Đây là một chiếc Ford Escape rất là đẹp luôn. Form vuông mới, đấy, to bản dày dặn, khỏe khoắn luôn các bác nhá. Và thực sự là với cái giá, cái tầm tiền đấy, các bác mua một cái dòng xe hatchback cỡ nhỏ thì chắc chắn là không ok rồi. Còn các bác mua những cái mẫu gầm cao như thế này thì các bác đi xe rất là yên tâm luôn. Gầm cao, máy khỏe, đi đạp ga thoát. Và đặc biệt là cái dòng này thì nói chung là được cái là nó an toàn và đầm, đi nó rất là sướng luôn. Mặt cata lăng của xe là nẹp chrome ngang 6 thanh. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất là trông rất là khỏe. Tuy nhiên là cái này thì em khuyến cáo là lên nẹp 3 thanh thôi, 4 thanh thôi. Chứ để nẹp chrome nhiều thanh như thế này trông nó hơi yếu một chút. Tuy nhiên là cái thiết kế này phải nói là cũng nhìn nó cân đối hài hòa với cái mặt tầng trên. Capo của xe thì sơn vẫn còn căng. Đấy, tôn của nó còn mỏng luôn đấy các bác nhá. Hệ thống đèn của xe thì bầu đèn được sơn phủ mờ đen theo đúng với form sơn đen của xe bên ngoài. Đặc biệt là con này thì đã được độ lên đèn LED rồi. Đấy, đèn LED công suất cao cho các bác nhá. Nên là các bác đi rất là yên tâm từ đèn pha cho đến đèn cốt. Thế còn đèn gầm của xe thì là bác chủ bác ấy đã thay đôi bi cầu. Riêng đôi này đã của 8 củ rồi. Vâng, trị giá rất là cao. Thế nên là cái khả năng sáng trong đêm của xe rất là tốt luôn. Chiếc xe thì mang biển Hà Nội 30A00430. Và con này thì các bác nhìn cản ở xe này, cản sơn đồng đều, sơn xi sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn đây, cản sơn rất đẹp luôn. Đấy, sơn cản đẹp căng. Đấy, nắp capo này gần sườn rõ ràng luôn và không có lỗi lầm. Con này thì có sử dụng 4 quả lốp. Đấy, 4 quả lốp thì như quả này là quả Kumho 2019. Đấy, riêng quả bên phụ này là quả Kumho 2019. Với la răng của xe là la răng 6 chấu, phanh đĩa các bác nhá. Và cua lốp thì cũng đã được bác chủ bác cái xì tút xì tát rồi. Con này thì em vừa mua về xong, chưa kịp làm cái gì cả, chưa sơn dọn gì cả. Bác chủ bác cái phải nói người đi khá là giữ gìn luôn. Lốp dày, dày dặn luôn, 2019. Và đồng hồ công tơ mét của xe thì là lăn bánh được 20 vạn rồi. Lốp đằng sau này là sử dụng lốp Michelin 2019. Vâng, lốp Michelin. Đấy, cũng khá là dày, lốp khỏe. Và các bác đi những cái dòng lốp như này, các bác đi khoảng 55-75 ok. Vâng, lốp dày luôn. Còn cua lốp của xe thì đẹp. Và sắt xi thì không có han mục. Đây các bác nhìn này, sắt xi được phun phủ sơn hết rồi các bác nhá. Phun phủ chống mọt đấy ạ. Vâng, và con này thì em vừa mới rửa qua nước lã thôi, chưa làm cái gì đâu. Vâng, tôn sườn dày dặn, tay nắm cửa mạ chrome. Đấy, cửa này gương kính điều chỉnh điện luôn. Con này được cái là cửa đóng mở rất là chắc luôn. Keo chỉ bao zin các bác này, keo chỉ này, không mất một phân ly keo chỉ nào nhá. Vâng, xe đẹp, cứng xe. Và nội thất bên trong xe thì sử dụng ốp vân gỗ màu nâu. Đấy, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường.
trên tất cả các cửa. Đấy, và dán phim 3M hết rồi. Con này thì có gương cái phim 3M này rất là hay. Đây các bác nhìn này. Nó có độ bóng luôn. Đấy. Thế nên là nhìn người từ bên ngoài nhìn vào là không nhìn thấy gì luôn. Còn các cái phần vân ốp gỗ của xe đây bên trong này, các bác nhìn này. Nó không bị mòn và vẫn còn rất là bóng sáng nhá. Nội thất phải nói con này khá là tươi. Vâng, chấm điểm 8 cho cái độ tươi của xe so với cả xe mới luôn cũng được. Đấy, màn hình OLED 4K. Đấy, màn hình rất là xịn sò, đặc biệt là kết hợp với điều hòa chỉnh cơ, núm chỉnh nhiều vị trí. Đấy, vô lăng ốp bọc vân gỗ này, đấy vẫn còn nguyên và xe làm bánh 20 vạn. Đặc biệt là chiếc xe này thì nội thất ghế da của nó còn nguyên luôn, lỗ thoáng khí là các bác ạ. Ghế da zin còn nguyên nhá, da sờ rất là mềm, sờ cực kỳ sướng luôn. Và con này phải nói là bác chủ bác ấy giữ gìn vô cùng luôn. Đấy, ghế đẹp như mới luôn. Người ta ít dùng nên là ghế bao giờ trông nó cũng như thế này đó. Chứ một chiếc xe dùng nhiều thì nhìn cái biết ngay. Đấy, nội thất ghế không bao giờ được tươi như vậy. Vâng, 20 vạn cho một chiếc xe. Đấy, tại sao mà lại ai chả con này nó có khóa cửa điện tự động các bác nhá. Vâng. À, khi mà em chốt khóa bên kia đấy thì nó khóa điện tự động luôn. Đấy, thì cái này sử dụng khóa kìa các bác kìa, khóa điện đi kìa. Đấy, em đang cắm chìa vào đấy. Đấy. Bên này kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường và tất cả kính của xe thì được dán phim cho bác luôn. Tappy sạch, nhựa vân sần ok. Đấy. Và các bác để ý nội thất này. Đấy, nội thất tươi rói rói luôn này. Nội thất tươi, trần nỉ sạch sẽ này. Đấy, nội thất hàng ghế thứ hai cũng rất là ok. Vâng. Chiếc xe này thì sử dụng loa là loa của Ford, loa đặt riêng cho hãng luôn. Thế là loa của xe thì rất là chất, âm trầm. 188 triệu đồng, đúng là thực sự không thể tin được với khả năng mua được một chiếc xe SUV gầm cao đẹp này. Năm ngoái thì cái dòng xe này bên em bán với giá khoảng tầm hơn 200, 240. Thế nhưng mà năm nay phải nói là mua được xe giá rẻ, đấy, cầu sau này. Đấy, mua được xe giá rẻ cho các bác, nên là bán cho các bác cũng rẻ thôi. Rất là đơn giản. Vâng. Xe thì không lỗi lầm, các bác yên tâm ạ. Đấy, các bác nhìn ạ. Gầm sáng sạch, không có hàn mục nhá. Đấy. Và cái cốp sau đây. Mở đây. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, nội thất gầm sàn sạch sẽ. Đấy. Và đồ lốp liếc các thứ thì ở dưới này. Đấy, lốp sơ cua đây. Đua lơ Bridgestone. Đấy, lốp dày. Đấy, la răng này, đấy, đồ nghề kích lốp đầy đủ. Và con này thì mới thay chân máy nha các bác nhá. Mới thay chân máy luôn, nên là các bác về các bác không phải làm gì đâu ạ. Vâng, xe được bác chủ bác ấy chăm chút rất là tỉ mỉ và cẩn thận luôn. Đi thì giữ gìn, gần như là vô cùng sạch sẽ luôn ạ. Và không có đâm va. Nói chung là cam kết cho các bác rồi, nên các bác cứ yên tâm. Vâng, bảo hành cho các bác luôn. Xe cứng, đây các bác nhìn này, đèn hậu à. Đấy, phủ mờ đen, trông rất là thể thao. Và các cái vân lỗ tổ ong đây. Đấy, đèn đóm này. À, cái này thì chắc trẻ con nó nghịch. Cái này thì sẽ đánh bóng và sơn xì tốt lại cho các bác. Đấy, gầm dưới đây. Xe thì cứng đẹp rồi. Và vừa về xong. Đấy, có 188 triệu đồng chiếc xe này. Phải nói thực sự là quá rẻ luôn. Quá rẻ so tầm giá luôn. Ồ chết, cái này khóa cửa điện tự động vừa nãy bật ra. À, tí em phải bật mở khóa cơ. Vâng, mở khóa hai lần đấy ạ. Đấy, nội thất tươi như thế này mà. Người ta gọi là nội thất tươi như hoa. Máy gầm thì đại chất rồi. Trần của xe cũng rất là sạch và không thèm bọc ni lông luôn. Đấy. Những bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Escape thì đây cũng là một mẫu xe ok cho các bác. Hai cầu này, máy khỏe này. Đấy, số tự động này. Đi thì cực kỳ đảm chắc luôn. Cái dòng này thì không có số sàn đâu các bác nhá. Vâng, không có số sàn, chỉ có số tự động thôi ạ. Đấy, vô lăng vân ốp gỗ còn đẹp như mới luôn. Và tất cả các phần khâu da này của xe này còn gần như là mới tinh. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Xe đẹp cứng cựa luôn. À, giá tiền thì cũng rất là mềm. Với chiếc xe này bên em bán thì chỉ 188 triệu đồng thôi. Đấy, kính điện một chạm ok luôn rồi. Đấy. Vâng. Và bây giờ thì ta sẽ thử cái hệ thống đèn pha. Trước khi mà thử hệ thống đèn pha, ta sẽ cùng kiểm tra khoang máy nào, đè đổ cái nào. Đấy, máy đè lên rất là khỏe và êm. Máy nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy. Màn hình hiển thị rất là xịn sò. À, số thì ta gạt số lùi nè. Đấy, số lùi này. Úi giời, đấy, cam lùi có cả nhá. Còn cam tiến thì ở đây, cam tiến 70 mai đây. Đó. Con này bác chủ bác cái tháo mất cái thẻ nhớ rồi. Đấy, cam 70 mai có luôn đấy các bác nhá. 70 mai. Rồi.
Và cầu số của xe thì chắc bác ấy là người cẩn thận, bác ấy đóng cầu. Nút đóng cầu bác ấy cài thêm một cái âm thanh bật đấy. Đóng cầu là hoạt động hoàn toàn bình thường, tuy nhiên là ít sử dụng đến cầu nên là bác ấy đóng khóa cầu lại á để tránh cái trường hợp mà nhảy cầu. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ cùng ra khoang máy để xem động cơ của chiếc xe này. Đây là một chiếc xe sử dụng khối động cơ 2.2 mức tiêu thụ 2.3 mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối khá là cao. Đây các bác nhìn này, đèn pha này. Đấy, em bật pha lên cái nó sáng dã man luôn. Đấy. Sáng luôn nhá. Vâng, đèn pha cực sáng luôn. Đèn pha trong là pha LED này, kết hợp với bi gầm. Đấy. Khả năng sáng cực kỳ là mượt mà. Đấy, chói luôn này. Đấy, các bác nhìn đó, vâng. Khả năng soi sáng rất là tốt. Đây các bác nhìn nào, ra tận những cái nhà đằng kia rồi. Đấy. Và động cơ chiếc xe thì chạy khá là êm và không hề có rung bật. Đấy. Máy êm, cam kép, động cơ cam kép DOHC 16 van. Đấy, máy êm ru luôn. Đấy, và con này trợ lái dầu đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Tất cả nội thất xe thì được chăm chút tỉ mỉ rồi. Và chỉ có việc đi thôi. Đấy, tai đèn đây còn nguyên này. Không có gãy vỡ, tai đèn còn nguyên. Tai giằng đầu đây. Còn ngon nguyên. Xe cứng các bác nhá. Cabo này. Đấy, ốc cabo còn chưa ra luôn. Đấy, tem nhãn thì đây là đầy đủ rồi. Đấy, máy thì khá là êm. Con này máy êm ru luôn. ABS đầy đủ rồi. Đấy. Một chiếc xe đẹp với ắc quy mới, ắc quy Atlas. Đấy. Máy phải nói khá là ngon luôn. Một chiếc xe về trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, Ford Escape 2005 XLT với cái giá tiền chỉ 188 triệu đồng. Các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Và bên em thì bảo hành cho các bác nhá, không có đâm đụng ngập nước, không có phạt nguội. Đấy, xe thì rất là cứng luôn. Và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này với cái giá thì rẻ như Morning i10 đó thì hãy alo ngay cho Vũ Diêu thôi qua số điện thoại 0869158926. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời. Xin chào, cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.